Chào mừng tất cả các bạn nhé, đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình mời các bạn cùng mình đi xem tham quan đồi cao su này các bạn này. Đây là toàn cảnh đồi cao su các bạn nhé. Đây là những lô để chứa mủ các bạn này. Đồi cao su thì này rất là rộng, phải mấy nghìn hecta các bạn nhé. Khu vực mình đứng đây là chỉ là một phần nhỏ thôi các bạn, mình không thể đi khám phá hết được cái rừng cao su này. Đó. Những hàng cao su thì là trồng rất đều nhau các bạn nhé. Đó. Bắt đầu là quá trình thu mủ các bạn ạ. Đây là những lô để chứa mủ này các bạn này. Đó. Hiện tại là cho mấy hôm nay thời tiết là mưa, đâm ra là lô chứa mủ này là lại bị dính rất là nhiều nước các bạn ạ. Những hàng cao su. Đó, các bạn xem. Trên mỗi thân cây là đều có một lô để chứa mủ của các bạn nhé. Đó. Do địa hình của Tây Bắc thì là toàn là đồi núi nên đâm ra là hệ thống trồng cây cao su này cũng vất vả hơn là ở miền trong các bạn nhé. Nhưng miền Nam thì do là đồng bằng nên là cây cao su có thể thu hoạch và trồng chăm bón nó rất là đơn giản. Còn ở với miền núi Tây Bắc này thì công việc nó vất vả hơn nhiều. Đây những lô chứa cao su này các bạn, chứa mủ cao su. Những cây cao su rất là to. Mủ cao su này cũng mang lại giá trị kinh tế cũng rất là cao các bạn nhé. Những hàng cao su được trồng rất là đều nhau. Mỗi cây khoảng cách nhau khoảng độ 2 đến 3 mét. Còn hàng cách nhau từ 5 đến 7 mét các bạn nhé. Đó. Đây nhìn những lô chứa mủ cao su này các bạn này. Đó, còn đây là cao su này các bạn nhé, mùi rất là đặc trưng. Đó, còn đây là mủ cao su này đang được chảy xuống này các bạn này, đó sẽ được chảy vào trong cái bát này. Đây, mủ cao su đây các bạn nhé, đó đang chảy này các bạn này. Đây. Hiện tại là ở trên đây nè, bà con mủ cao su thì được thu bằng mủ lấy mủ khô các bạn nhé, tức là cắt lấy mủ trong một thời gian sau mới lên thu các bạn ạ. Đó.
các bạn nhìn ra phía xa rừng cao su rất là rộng này. Đây là phía dưới các bạn nhé. Đây là phía xa tiếp này các bạn này. Đó. Còn đây là thân của một cây cao su các bạn này. Đó, cũng khá là cao rồi các bạn nhé. Mùa này mình đang nghĩ là đây là mùa rụng lá của cao su hay sao ấy. Một rừng cao su rất là bao la rộng lớn. Đây là một cao su các bạn này. Đó, những dòng chảy một cao su. Trên mỗi một thân cây đều chứa một lu để chứa mủ các bạn nhé. Đó.
Còn đây là con đường mà để vận chuyển mủ cao su các bạn nhá. Đấy, cung đường cũng rất là khó đi này các bạn này. Trời mưa thì dễ là trơn trượt các bạn nhé. Đó, chỉ là đường đất thôi các bạn ạ. Đó. Đây là cung đường của bà con đi thu mủ cao su này. Đấy, phía dưới là những cánh rừng cao su đấy các bạn nhé. Mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.